Welcome back to our English lesson. Các em thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình tiếng Anh. Và cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Trước tiên, cô chúc các em học thật tốt nha. Now class, we are going to watch a video. Before watching, I give you some questions. Questions. Number one, what film is it? Number two, how is the ending of the film? Now class, are you ready? Yes, let's watch the video. Okay, class, how do you feel now? Okay, it's time you answer the question. Number one, who can? Okay, very good. Number one, the answer is Titanic, right? It is a ship. Okay, number two, how is the ending of the film? Very good. It is very sad. It is very sad. Okay, now class, today we are going to learn something very interesting about the film Titanic. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ có một bài đọc hiểu rất là thú vị về bộ phim Con tàu Titanic nha các em. English 7, Unit 8, Films, Lesson 5, Skills 1. Như các em biết là trong Skills 1 thì chúng ta học hai kỹ năng, đó là kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng nói. Ok, first we have read. First, we have some vocabulary. Direct. Direct là một động từ, đạo diễn. Những phần thứ hai. Disaster. Disaster. Thảm họa, tai họa. Những phần thứ hai. Voyage. Voyage. Chuyến đi biển là danh từ, những phần thứ nhất. Social class. Social class. Giai cấp xã hội hoặc là tầng lớp xã hội là một danh từ. Social, phần thứ nhất. Engage. Engage, đính hôn, là động từ, giống như phần thứ hai. Special effect. Special effect, hiệu ứng đặc biệt. Special, đặc biệt. Effect, hiệu ứng. Special, giống như phần thứ nhất. Effect, giống như phần thứ hai. Visuals. Visuals, hình ảnh, giống như phần thứ nhất. Incredible. Incredible, theo như các em hiểu thì từ này có nghĩa là không thể tin nổi. Incredible, vô nhóm phần thứ hai. Now class, listen again. Direct, disaster, voyage, social class, engage, special effect, visuals, incredible. Okay class, we come to activity number one. Read
Nick's review of the film Titanic on his blog, then find and underline these words in the passage. What do they mean? Sinking must see special effects, visuals. Bây giờ chúng ta làm gì nè? Bây giờ chúng ta đọc những cái bình luận của Nick về bộ phim Titanic trên blog của anh ta. Sau đó tìm và gạch dưới những từ này trong bài và hãy cho cô biết chúng có nghĩa là gì. Đây là bài blog của anh ta và đây là tấm hình kèm theo. Okay. Now let's read. Monday, April 20. Titanic is a romantic film which was directed by James Cameron. However, it's also about disaster. It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. The film is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. Em thấy được sinking không nào? Okay, gạch dưới cho cô nha. Rồi có nghĩa gì luôn đây? Bộ phim nói về một vụ chìm tàu của con tàu Titanic trong chuyến ra khơi đầu tiên. Vậy sinking có nghĩa là sự chìm tàu. Okay. Continue. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Burkhalter. Jack saved Rose from killing herself during the journey on board the ship. And though they are from different social classes and Rose is already engaged, they fall in love. Mặc dù họ đến từ những giai cấp khác nhau và Rose đã đính hôn rồi, nhưng mà họ vẫn yêu nhau. The film has a sad ending. The Titanic sinks and more than 1,000 people die in the disaster, including Jack. Bộ phim có ý kết rất là buồn. Con tàu chìm và hơn 1,000 người đã chết trong cái vụ đó, kể cả Jack. Critics say it is a must-see. Nhưng mà nhà phê bình phim thì nói rằng đó là một bộ phim đáng xem. Must-see, can you see it? Thấy từ must-see không nè? Okay, right, very good. Must-see, bộ phim đáng xem hoặc là một cái vở kịch đáng xem. I agree because the story is moving and the acting is excellent. Tôi đồng ý bởi vì cốt truyện rất là cảm động và phần diễn xuất thì rất là xuất sắc. The special effects, visuals and music are also incredible. Hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh và âm nhạc thì không thể tin nổi, có nghĩa là thì rất là tuyệt vời. Ta có hai từ nè, special effects, hiệu ứng đặc biệt, okay? Visuals, hình ảnh. Titanic is a very sad film. Titanic là bộ phim rất buồn. Nevertheless, many people really love it. Tuy nhiên, rất nhiều người thực sự thích bộ phim này. Go and see it if you can. Hãy đi xem bộ phim này nếu bạn có thể. Posted by Nick at 5 PM. Được đăng bởi Nick vào lúc 5:30 chiều. Okay. Kêu có nắm bài mình sơ sơ chứ nè. Để chắc rằng Kêu có thể nắm bài được sâu sắc hơn thì chúng ta có một hoạt động tiếp theo là gì đây? Okay, read Nick's blog again and answer the questions. We have 6 questions. Question number 1. What kind of film is Titanic? Number 2, who does Titanic star? Number 3, what is Titanic about? Number 4, what do you know about the main characters of Titanic? Number 5, how is the ending of Titanic? Number 6, what do critics say about Titanic? Okay, class, let's tell me your answer. Number 1, okay, very good. It is a romantic film. Đó là bộ phim tình cảm. Okay, number 2, it stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Okay, number 3. It is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. Okay, we have 4, 5, and 6. Number 4 is very long. Who knows? Okay, very good. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Burkhalter. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. And though they are very different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love. Okay, number 5. Exactly. It is very sad. And number 6. Right? They say it is a must-see. Em thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần read. And then we come to another skill. Speak. Now class, we come to activity number 3. Look at the film poster below. Work in pairs, talk about the films you would or wouldn't like to see.
Hãy xem những poster phim bên dưới và làm việc cùng với bạn của mình nói về những bộ phim mà bạn muốn hoặc là không muốn đến xem. Okay, class. Poster number one. Pirates of Southeast Asia, những tên cướp biển Đông Nam Á. Documentary about modern day pirates in Indonesia and Malaysia who attack other ships. It's by Peter O'Toole as the voice of the narrator. Critics say the film is shocking, but it is a must-see. Showtimes, 8:15 p.m. at Broadway Theatre. Bộ phim tài liệu nói về những cướp biển thời hiện đại ở Indonesia và Malaysia, những kẻ mà đã tấn công những thuyền khác. Trong phim, Peter O'Toole đóng vai người dẫn chuyện. Nhà phê bình nói rằng bộ phim rất là gây sốc, nhưng mà nó là một bộ phim đáng xem. Thời gian công chiếu 8:15 tối tại rạp Broadway. And poster number two. Big Ben Down. Action. About a group of terrorists who take control of Big Ben and threaten to blow it up. It stars Bruce Lee as a New York cop on holiday in London. Critics say the film is violent and creeping. Showtimes 3:30 p.m. and 8:30 p.m. daily at Kim Dong Cinema. Tên bộ phim là gì các em? Sự sụp đổ của Big Ben. Bộ phim hành động. Bộ phim nói về một nhóm khủng bố chiếm kiểm soát Big Ben và đe dọa sẽ khiến nó nổ tung. Trong bộ phim, Bruce Lee đóng vai một cảnh sát New York đang đi nghỉ ở London. Những người phê bình nói rằng bộ phim rất là bạo lực nhưng mà hấp dẫn. Thời gian công chiếu là 3:30 chiều và 8:30 chiều hàng ngày tại rạp Kim Đồng. Look at this. Very frightening. The Chainsaw Massacre at Halloween. Poster number 3. The Chainsaw Massacre at Halloween. Horror. About a killer who escapes from a hospital. The story takes place in a children's camp on Halloween. It stars Jamie Lee Curtis as a school teacher who falls in love with the killer. Critics say the film is very frightening and maybe the scariest film ever. Showtimes, 8 p.m. at Odeon Theater. Ok, các em hiểu tên bộ phim không nào? Ok, Chainsaw là cưa máy, Massacre là vụ thảm sát. Bộ phim này có tên gọi là vụ thảm sát cưa máy tại Halloween. Đó là bộ phim kinh dị, nó về kẻ giết người, người mà đã thoát ra từ trong bệnh viện. Câu chuyện diễn ra tại buổi cắm trại của trẻ em vào dịp Halloween. Trong bộ phim này, Jamie Lee Curtis vào vai cô giáo, người đem lòng yêu thương kẻ giết người. Hội đồng nghệ thuật nói rằng bộ phim này rất là sợ hãi và có lẽ là một phim sợ hãi nhất từ trước đến nay. Thời gian công chiếu 8 giờ tối tại rạp Odeon. Poster number 4. Planet of the Jellyfish. Sci-fi about super intelligent space jellyfish that attack the Earth in the future. It stars Cameron Diaz as a soldier who is sent to stop the attack of space jellyfish. Critics say that the film is fantastic and creeping. Showtimes 3 p.m. and 8:30 p.m. daily at Ngọc Khánh Cinema. Bộ phim nói về gì các em? Các em nhìn bức tranh đây nè. Ok, trái đất và bên ngoài trái đất là có gì tấn công nè. Đúng rồi. Bộ phim có tên gọi là Hành tinh của những con sứa. Sci-fi là bộ phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim nói về những con sứa ngoài hành tinh cực kỳ thông minh tấn công vào trái đất trong tương lai. Trong bộ phim này, Cameron Diaz đóng vai một người lính, người mà được gửi đến nơi đó để chiến đấu với con sứa. Hội đồng nghệ thuật nói rằng bộ phim này rất là hay và hấp dẫn. Thời gian công chiếu là 3 giờ chiều và 8:30 tối hàng ngày tại rạp Ngọc Khánh. Let's practice. Activity 4. Now, ask and answer questions about the films. Poster number 1. Để các em nhớ lại, hoặc là các em xem sách giáo khoa lại thông tin của cái poster number 1. Bây giờ cô có để trên màn hình cho các em tiện theo dõi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái bài này nha. Hai bạn đóng vai A và B nè. Bây giờ bạn A nói nè. I want to see Pirates of Southeast Asia. Bạn B sợ sao đây? What kind of film is it? And I answer, very good. It's a documentary. Tức là làm sao mình có được chữ documentary nè, mình lấy bên cái bài poster mình để qua. Là loại phim gì? Phim tài liệu. Okay. What is it about? Bộ phim nói về cái gì?
là cô chỉ bí quyết nè, cái chỗ mà dài nhất đó, là nói về bộ phim. Okay, right, that's right, very good. It's about modern day pirates in Indonesia and Malaysia who attack other ships. Very good. B. Who does the film star? Star các bạn nhớ không nè, tức là ai đóng vai chính trong bộ phim đó. It stars, nó có vai chính là, okay? Very good. Peter O'Toole is the voice of the narrator. And B. What do critics say about it? B hỏi gì đây? À, hội đồng nghệ thuật nói gì về bộ phim? They say the film is, okay, very good, shocking, but it is a must-see. Rồi, các em có nắm được chưa nè? Bây giờ bài này là cô làm ví dụ cho các em đó. Rồi, chúng ta tiếp tục và làm những bài tiếp theo nha. Number 2. Can you remember the poster number 2? Okay, very good. Big Bang Down. What kind of film is it? It's an action. What is it about? It's about a group of terrorists who take control of Big Bang and threaten to blow it up. Who does the film star? It stars Bruce Willis as a New York cop on holiday in London. What do critics say about it? They say the film is violent and creeping. Okay? À, đối với cái bộ phim thứ hai này á, rất là ly kỳ hấp dẫn. Cho nên cô gợi ý là bạn này muốn xem. Nhưng mà các em nói là các em không muốn xem cũng được. Em nói làm sao nè? 3. Poster number 3 là nó bộ phim về Halloween đó các em, rất là đáng sợ quá. Cho nên đây cô gợi ý nè, ví dụ bạn nào sợ sợ ma hay là sợ kinh dị đó thì nó là sao? I don't want to see the Chainsaw Massacre at Halloween. What kind of film is it? It's a horror. Nó là một bộ phim kinh dị. What is it about? It's about a killer who escapes from a hospital. The story takes place in a children's camp on Halloween. Who does the film star? Bộ phim có vai chính là ai? It stars Jamie Lee Curtis as a school teacher who falls in love with the killer. What do critics say about it? They say the film is very frightening and maybe the scariest film ever. Em thấy rất là dễ đúng không em? Okay, we come to dialogue number 4. This is about the poster number 4. A. I want to see Planet of the Jellyfish. What kind of film is it? It's a science fiction. Or you can say it's a sci-fi. It's okay. What is it about? It's about super intelligent space jellyfish that attack the Earth in the future. Who does the film star? It stars Cameron Diaz, a soldier who is sent to stop the attack of space jellyfish. What do critics say about it? They say the film is fantastic and creeping. Ok các em, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu các em có thắc mắc gì, hãy để lại comment bên dưới. Cô sẽ trả lời cho các em thật sớm. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc nha. Cũng mong các em chép bài và học bài đầy đủ. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Goodbye.